đối với kẻ thù phải biết cảm thông và tha thứ. Chỉ khi nào chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người đó, sao mày khốn nạn như chó vậy? Tới chưa mày? Dạ tới rồi. Làm cái gì mà thở phì phò như con chó cúm vậy? Dạ mệt. Đẩy có chút xíu từ đầu hẻm vô đây mà mệt. Tao ngồi trên xe tao vũa móng tay có thấy mệt đâu. I'm a beautiful girl. Beautiful life.